tức đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là nội dung chính. Trung ương thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14. Ngày 19 tháng 9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021 đến 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 đến 2030. Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025 đến 2027. Về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường điều hành thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đề án sửa đổi, bổ sung quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2024, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp khóa 79, làm việc tại Mỹ và sau đó thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Đây là chuyến công tác tới Mỹ và Cuba đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Trong thông điệp gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy cùng đồng hành với Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ mong muốn sớm được gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Ông Guterres đặc biệt đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nổi bật cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam thời gian qua trong giải quyết những vấn đề toàn cầu tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh tương lai được đánh giá là một sự kiện lịch sử với nhiều văn kiện dự kiến thông qua để tạo dựng nền tảng quan trọng, định hướng hợp tác của hệ thống Liên Hợp Quốc trong thời gian tới. Trong thông điệp ngày 12 tháng 9 trước hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam kỳ vọng hội nghị lịch sử này sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới. Đây sẽ là cơ hội để Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương khẳng định những giá trị không thể thay thế trước những thách thức to lớn của thời đại. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào hội nghị và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững. Lần đầu tiên, một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự họp trực tiếp tại Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai, phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ. Kính thưa quý vị, chúng ta hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh tương lai với một niềm tin và khát vọng mạnh mẽ về một thế giới hòa bình, thịnh vượng và tươi đẹp. Trong đó, người dân là trung tâm của các chính sách và hành động. Chúng tôi kỳ vọng hội nghị lịch sử này sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới. Đây sẽ là cơ hội để Liên Hiệp Quốc và chủ nghĩa đa phương khẳng định những giá trị không thể thay thế trước những thách thức to lớn của thời đại. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào hội nghị
và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu để mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai. Trả lời trước chuyến công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng chia sẻ. Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và Liên Hợp Quốc đang chứng kiến nhiều biến chuyển sâu sắc với nhiều thách thức. 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên dự kiến tham dự. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ cùng rà soát, tìm các cách thức hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho đến năm 2030, đề ra định hướng lớn về phát triển cho giai đoạn tới. Tại Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển, đây là dịp Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2025. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về định hướng và biện pháp lớn để duy trì đà phát triển trong nhiều năm tới. Hai bên sẽ tiếp tục giám sát những nguyên tắc nền tảng của quan hệ hai nước, bao gồm tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đảm bảo nguyện vọng của nhân dân hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Mỹ, tham dự sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 1 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo Việt Nam cũng tiếp xúc làm việc với quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Mỹ. Đánh giá về hợp tác Việt Nam và Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng cho biết gần 50 năm qua, quan hệ hai bên phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Trong các giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến phá bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế, chúng ta đều có sự đồng hành giúp đỡ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành một đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng ta tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Trong đó có thể kể đến việc đi đầu thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ từ những năm 2000 và hiện đang tích cực triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, đi đầu triển khai sáng kiến một Liên Hợp Quốc thống nhất hành động, Phó Thủ tướng nêu. Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng, đã và đang đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc luôn đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam và mong Việt Nam tiếp tục tích cực hơn nữa trên các lĩnh vực ưu tiên của Liên Hợp Quốc. Về quan hệ Việt Nam-Mỹ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn diễn ra sôi động. Bên cạnh việc duy trì các cơ chế đối thoại thường niên, hai bên đã khởi động thành công các cơ chế đối thoại mới, qua đó cụ thể hóa các cam kết của hai bên trong tuyên bố chung năm 2023. Kinh tế thương mại, đầu tư tiếp tục là xung lực quan trọng cho quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương 8 tháng đầu năm 2024 đạt gần 88 tỷ đô, tăng 22%. Nhiều doanh nghiệp lớn của hai nước tích cực mở rộng đầu tư vào thị trường của nhau, tạo thế đan xen lợi ích bền chặt. Hợp tác an ninh quốc phòng được triển khai hiệu quả, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên và là trụ cột quan trọng. Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật ngày càng được tăng cường. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế, diễn đàn đa phương cũng như hợp tác thực chất nhằm ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Phó Thủ tướng cho biết thêm, với những vấn đề còn khác biệt, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và quan tâm đến các lợi ích chính đáng của nhau.